bộ đầm say sóng của Hoa hậu Hoàng Phương. Lê Hoàng Phương diện bộ đầm say sóng lấy cảm hứng từ quê hương cô, Khánh Hòa, khi đăng quang Miss Grand Việt Nam 2023. Trong chung kết tối ngày 27 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Lê Hoàng Phương diện bộ đầm trắng của Lê Ngọc Lâm ở vòng thi quyết định và khoảnh khắc đăng quang. Thiết kế mang màu trắng xen kẽ tông bạc, tạo hiệu ứng bắt mắt với chi tiết đính kết và đường cắt sâu. Nhiều tháng trước, Lê Ngọc Lâm và Hoàng Phương cùng bàn bạc về trang phục cho cuộc thi. Với bộ váy đăng quang, nhà thiết kế đặt tên là Tzigit, say sóng, lấy cảm hứng từ những con sóng của vùng biển Khánh Hòa, quê hương Hoàng Phương. Lê Ngọc Lâm nói, khi nghe tên này, nhiều người nghĩ đây là một cảm giác khó chịu. Nhưng tôi khai thác ý nghĩa về sự say mê, khát khao đắm chìm vào biển cả. Trang phục sử dụng kỹ thuật thêu, kết để tạo hình những ngọn sóng 3D ôm vào phần ngực của người mặc. Thân váy đính sợi tua rua sắp xếp ngẫu nhiên, khi di chuyển sẽ tạo độ chuyển động như sóng, giúp bước đi thêm uyển chuyển. Mẫu đầm còn có điểm nhấn ở phần xẻ tà cao tôn chân. Lê Ngọc Lâm phải xử lý rất nhiều đá, pha lê, cường để tạo nên độ bắt sáng tối đa cho Hoàng Phương khi trình diễn. Anh cùng đội ngũ thợ mất một tháng để hoàn thiện mọi khâu. Nhà thiết kế nhận xét về Hoa hậu, Hoàng Phương có đôi chân thẳng, vóc dáng nóng bỏng, phù hợp những chiếc váy cắt xẻ táo bạo. Cô ấy là người gai góc, mạnh mẽ nhưng từ khi tham gia các cuộc thi Hoa hậu, Phương thay đổi theo hướng nữ tính, nhẹ nhàng. Do đó, tôi tạo nên các bộ đầm phong cách thanh lịch, gợi cảm chừng mực. Lê Hoàng Phương và Lê Ngọc Lâm thân thiết từ khi nhà thiết kế làm đầm cho cô trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Lê Ngọc Lâm xúc động khi chứng kiến giây phút đăng quang của người đẹp 27 tuổi. Anh thấy cô tiến bộ về kỹ năng trình diễn, trả lời ứng xử cũng như ngoại ngữ. Hoa hậu tốt nghiệp loại khá ngành kiến trúc, Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình. Hoàng Phương từng vào top 5 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022. Lê Ngọc Lâm sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng đoạt giải nhì Aquafina Pool Fashion, giải nhì Dragon Inspiration Award. Năm 2017, anh đảm nhiệm vai trò giám khảo tại Miss Grand Japan. Năm 2019 và 2022, nhà thiết kế làm giám khảo tại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Nhà thiết kế từng thực hiện các bộ sưu tập Bức thư tình trên mây, Blooming Fungi, Star, Savao de Paris. Bên cạnh các Hoa hậu Việt Nam, khách hàng của anh còn có các Hoa hậu quốc tế như Miss Up 2022 Mina Suchoi, Miss World 2021 Carolina Bila, Miss International 2022 Jasmine Selberg. Trong chung kết, ngoài Lê Hoàng Phương, Lê Ngọc Lâm còn làm đầm cho Miss Grand International 2022 Isabel Menin, lấy cảm hứng từ ánh hào quang, mang tông xanh lá chủ đạo. Sắp tới, khi Isabel trở lại Việt Nam dự Miss Grand International 2023 tổ chức vào tháng 10, Ngọc Lâm tiếp tục thiết kế đầm cho Hoa hậu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.